hãy nhớ cho kỹ. Con đường của ta không phải đưa các con trốn tránh cuộc đời này. Ta tin rằng con người có thể thay đổi khi tiếp xúc với việc thiện hoặc là việc ác của người khác. Niềm hy vọng này dành cho những tâm hồn cao thượng. Vận mệnh của con người được quyết định từ nơi hạnh nghiệp của họ gây ra. Chúng ta sinh ra trên đại địa này, mọi cảm thọ đều là khổ. Trong thế gian luân hồi này đầy ắp những khổ đau bi thương. Thế gian lại không phải là nơi để dừng chân của khổ đau. Thế gian này là nơi cư trú của bậc giác ngộ. Nhưng bậc giác ngộ cần phải biết thức tỉnh. Bây giờ, đây chính là trách nhiệm của các con. Vô minh sinh ra đau khổ, ưu sầu và vọng niệm, nóng giận, tham lam, ngã mạn, tự phụ, ganh ghét đều là do vô minh sanh khởi. Ảo tưởng sẽ dẫn dắt con người vào đường xấu. Tuy là hai tướng, nhưng sống và chết không có sự khác biệt, mà nó là một thể. Chúng ta bị nhận thức sai lầm làm chướng ngại. Một khi dẹp trừ được tất cả mọi chướng ngại thì toàn bộ sinh mạng của chúng ta sẽ hoàn toàn độc lập, không ỷ lại, không vướng mắc. Giới, định, tuệ và tám con đường chân chánh có thể phá trừ tất cả nhận thức sai lầm. Ta nhắc lại thêm một lần nữa, đó chính là chánh kiến, đó chính là chánh tư duy, đó chính là chánh ngữ, đó chính là chánh nghiệp, đó chính là chánh mạng, đó chính là chánh tinh tấn, đó chính là chánh niệm, và đó chính là chánh định. Đêm dài thâm thẳm, đối với người mất ngủ, đường dài xa xăm. Đối với kẻ mỏi chân, và đối với người sống trong lầm mê, không hiểu rõ được chánh pháp là gì, vậy thì suốt cuộc đời của họ sẽ chỉ toàn là khổ đau, bất hạnh. Bất cứ loại tri thức nào, dù các con tự đọc được hoặc là nghe chư vị trí giả giảng giải, thậm chí là những lời mà ta nói ra, đều không nên vội vàng tin. Phải dùng học thức và trí tuệ của mình để quán xét lấy, sau đó phân tích và chứng nghiệm nó. Bạch Thế Tôn, nếu trên con đường chân lý chúng con gặp được Ngài thì sao? Trên con đường chân lý, gặp bất cứ ai đều không nên vội tiếp nhận. Nếu gặp được Buddha thì đừng cho đó là cứu cánh. Cho dù gặp cha của chính mình cũng không được gì vậy mà rời bỏ đường chánh. Cuộc sống của các con, các con cần phải nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Đừng nên ỷ lại vào kẻ khác. Trong sử sách của nhân loại sẽ không có một vị đạo sư nào vĩ đại, vô quý, đại từ bi như Buddha. Vì lòng từ bi mà Ngài đã đi vào trong thiền định của chúng con, một lần nữa truyền trao chân lý vĩnh hằng. Những thành tựu của Buddha đã trở thành biểu tượng của yêu thương và thân thiện. Vượt ra ngoài chướng ngại của thời gian,
vượt ra ngoài chướng ngại của thời gian. Ngài đã khai thể cho hàng hậu học của chúng con, cho chúng con biết trong tương lai nên làm thế nào để nương theo chánh pháp mà tu hành.